Ủa, thủ vô một rồi. Chú ở lấy nào chú? Ở đường Nguyễn Thượng Khai. Khai là nó đường Phong biết không? À biết biết. Đường Phong đi qua gần chỗ trường học Phú Hòa. Ừ. Ở đây là chú mấy giờ mới về? 6 giờ. 6 sáng 6 chiều. Ừ. Còn gì tính ra ngày mấy tiếng ra? 12 tiếng. Ủa, 12 tiếng mà 5 triệu mấy đâu. 1 triệu 4 nay ta làm 8 tiếng rồi, 8 tiếng rồi 4 triệu. Mấy công ty kia nó làm, nó mới chuyển về đúng ký chỗ làm đường lên Phong để 8 triệu thì nó bao ăn nở luôn rồi mà nó bảo hiểm luôn. Ờ coi là ai về chi chứ thường thường nó mấy đâu. Có vẻ thường thường nó ý không ý là nó để vậy thôi nhưng mà thật ra nó là cái gì trong đó là phải hỏi lại. Ừ, khó lắm, là mình làm nó đâu quen đó rồi. Ừ. Nó ý là mình thấy mà làm vậy chắc cũng đủ đủ sống chứ đủ mà phải không? Trời ơi, chị đủ sống như đó, con gái thì đóng tiền nhà, chú tiền ăn. Bây giờ ngày 100 ngàn đâu có đủ con gái đâu. Đồ ăn giờ cá mắm đồ ăn 100 ngàn đâu. Một tháng phải đưa cho bà 3 triệu đâu, bà mua đồ ăn đó. Chú hai bà... Cô ở nhà chứ đâu đi làm phải không? Chú giữ bà muốn đương đích tháng 2 triệu một đứa. Rồi cái gia đình cũng như ví dụ như bà ngoại lên rồi để bà giữ cho. À. Đó, rồi thôi. Chứ không có kiếm mối khác hả? Có mối khác nữa kìa mà nó kêu giữ cho tới 8-9 giờ tối á. Rồi chú nói thôi 8-9 giờ tối rồi sao rồi trưa chiều rồi, cơm nước rồi làm sao. Cháu giờ chú gì là nhỏ gái năm nhà mấy cái gì đó chở bà đi chợ, chợ gì làm đồ ăn kia nó ra là 6 giờ mấy rồi 7 giờ mới có ăn cơm. Rồi lên đây lâu chưa chú? Ý là mình lên đây chú lên đây hả? Năm mấy rồi? 2 năm rồi. Ừ. Rồi đi hết gia đình luôn? Hết, hai chồng với con gái. Rồi lớn thì nó quê. Rồi bữa lên là lên đây xin việc được chưa? Hay cứ lên bữa bắt đầu đi xin? Chú lên là chú đi xin là có xin việc rồi. Ừ. Còn con chú là lên mới xin hả? Nó đi, nó ra, chưa ra trường là đi xin rồi. Nhưng mà ý là nó xin cái công ty hiện tại hả? Hay là trước đó là đi làm đâu rồi? Chưa, nó đi thực tập ở ngân hàng Sacombank. Ừ. Rồi xong rồi nó đi qua bên cái công ty gì đó, nó thực tập hay nữa. Rồi mới qua bên công ty này là nó phỏng vấn, nó kêu vô làm luôn. Chú là ở trên Bến Cát kìa, nhà nhỏ em nó có cái nhà, nguyên cái căn nhà rộng lắm. Yeah.